Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện sổ tay công lược nam phụ của Hắc Liên Hoa của tác giả Nguyễn Đường siêu cấp điểm. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 1 Vị diện 1, đứa con riêng phúc hắc lạnh lùng. Chương 1 Bạn học thẩm chuyện ngày hôm qua thật sự là ngoài ý muốn. Nếu tớ nói tớ không cố ý, cậu có tin không? Nguyễn Nguyễn nhanh chóng đi theo sau lưng cậu thiếu niên, con khỉ nổi bông nhỏ treo trên khóa kéo của cặp sách khẽ lắc lư theo nhịp cơ thể của cô. Bây giờ là 6 giờ rưỡi sáng thứ hai, cổng trường vừa mở ra. Trời tờ mở sáng, vẫn chưa có ai trên đường đến khu dạy học. Làn gió mát lạnh thổi qua, mang theo hương thơm của quế hoa vàng, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Cậu thiếu niên xài bước ở đằng trước không hề quan tâm đến suy nghĩ của cô gái, chỉ nghe thấy tiếng bước chân rột soạt phía sau mình càng lúc càng gần. Anh nhíu mày tỏ vẻ không vui, vậy nên xài bước chân càng dài hơn, cho đến khi bị một bàn tay nắm lấy vạt áo đồng phục học sinh. Xin lỗi, cậu đừng giận nữa được không? Miệng nhỏ của Nguyễn Nguyễn thở hồn hển thấy cậu thiếu niên cuối cùng cũng dừng lại. Cô lập tức lấy ra một lọ thuốc xịt lưu thông máu và loại bỏ máu bầm từ bên hôm cặp sách đưa cho cậu thiếu niên ở bên cạnh, trong mắt ẩn chứa sự ái náy nghe nói loại thuốc này rất tốt, chỉ cần xịt 2-3 ngày là có thể phát huy tác dụng. Thẩm ân bị lẽo đẽo theo suốt chặng đường đã vô cùng bực mình. Liếc nhìn bình xịt chỉ có giá trị 3-400 đồng, việc đầu tiên anh làm là cầm vào trong tay, rồi xoa bóp vuốt ve cẩn thận, ngay sau đó thì ném sang phải không chút do dự. Bình xịt kia vô thức vẽ ra một vòng cung xinh đẹp trong không khí, sột soạt, rồi vừa vặn rơi vào trong thùng rác lớn màu xanh. Thẩm ân vô cảm nhếch mép, cười như không cười. Nếu như vết thương trên tay tôi không phải do cậu dẫm lên rồi để lại, nói không chừng tôi sẽ thật sự cảm kích cậu. Nguyễn Nguyễn nghe vậy, bèn ngượng ngùng nói, chuyện đó đều là hiểu lầm. Ha ha, thẩm ân ném bình thuốc đi vì không muốn dây dưa quá nhiều với Nguyễn Nguyễn, không nói đến lời thứ hai đã nhấc chân bước lên cầu thang, sau đó thì không còn thấy bóng người của anh ở phía phòng học nữa. Nguyễn Nguyễn đứng tại chỗ nhìn bóng lưng cao mất của thiếu niên mà thở dài. Cô lấy hộp sữa bò từ trong cặp sách ra, bóc ống hút rồi ngậm vào miệng, từ từ bước lên cầu thang. Nguyễn Nguyễn là một người có nhiệm vụ du hành xuyên thời gian và không gian, nhưng cô là lính mới, thế giới này cũng là nhiệm vụ đầu tiên mà cô nhận được. Trước đó, cô là một sinh viên đại học năm tư sắp tham gia bảo vệ đồ án tốt nghiệp, nhưng vì bất ngờ xảy ra tai nạn giao thông rồi trở thành người thực vật linh hồn của cô bị tách rời khỏi thể xác. Sau khi lang thang quanh quẩn ở ngã tư nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông suốt 6 ngày thì bị gọi tới địa phủ, gặp được Diêm Vương với mặt mũi hung tợn trong truyền thuyết. Diêm Vương hứa rằng nếu cô nguyện ý đến ba 000 thế giới giúp âm phủ hóa giải lệ khí của ác quỷ, thì sẽ cho ba hồn bảy vía của cô trở về vị trí cũ. Nghĩ đến người nhà đang lo lắng cho mình, Nguyễn Nguyễn hơi do dự nhưng vẫn đồng ý. Nguyên nhân do dự chủ yếu là vì cô sợ ma, mặc dù dáng vẻ linh hồn của cô cũng gần giống với ma. Nhưng sự thật chứng minh là do cô suy nghĩ quá nhiều, cô cũng không cần tiếp xúc với sức mạnh phi tự nhiên ở thế giới này. Nhiệm vụ của cô chỉ có một, giúp đỡ Thẩm Ân, không để anh hắc hóa. Dựa theo tình tiết cốt truyện ban đầu, Thẩm Ân có xuất thân là con riêng nên không hề được người khác yêu thích chào đón. Mẹ của anh là người bồi rượu trong club cao cấp không có trình độ học vấn, cũng may có một gương mặt được coi là xinh đẹp, cũng biết nhìn người, cho nên rất được khách ở club hoan nghênh, ngày nào cũng nhận được tiền bo hơn 10 ngàn. Nếu như bà ta hài lòng với bổn phận, thì cuộc sống của bà ta đã không quá khó khăn, túng quẫn. Tuy nhiên bà ta là một người phụ nữ tiêu tiền như nước, số tiền ít ỏi kiếm được trong club vốn không đủ để bà ta tiêu xài hơn nữa bà ta bồi rượu trong club mỗi ngày nên được tiếp xúc với một số nhân vật có mặt mũi trong giới kinh doanh thế là tâm tư của bà ta dần dần trở nên lung lay người khác đều có thể gả vào nhà quyền thế vậy tại sao bà ta không thể vì vậy bà ta nhằm vào thẩm tuyền lúc ấy thẩm tuyền còn là thái tử gia của thẩm thị thẩm tuyền cũng đã kết hôn có thể nói là vợ chồng ân ái kiểu mẫu của nhà quyền thế hai người còn có một cậu con trai vừa mới chào đời không lâu vào một đêm phóng đãng dưới ảnh hưởng của thuốc, vốn là chuyện có thể cầm tiền giải quyết được, nhưng người phụ nữ này luôn một lòng muốn được gả vào nhà giàu nên đã mang thai. Bà ta âm thầm mừng rỡ, hơn nữa còn lén sinh ra đứa bé này. Bà ta vốn tưởng rằng có thể nhờ vào đứa con trai này mà trở nên phú quý, nhưng bà ta lại không ngờ được nhà họ Thẩm kia không muốn nhận đứa bé này, còn đuổi bà ta đi. Toàn bộ tính toán đều trở nên vô ích, không chỉ không thể cầm được tiền mà còn có thêm một đứa con bị ghẻ lạnh với một người phụ nữ kiêu ngạo như vậy thì sao có thể an tâm nuôi dưỡng đứa bé này cho nên ngay sau đó bà ta lập tức tìm một góc vắng vẻ rồi vứt bỏ đứa bé vẫn còn nuôi bằng sữa mẹ may mà có người tốt bụng đi ngang qua đưa đứa bé này đến viện mồ côi nếu không trên đời này đã không có thẩm ân cuộc sống của thẩm ân lớn lên ở viện mồ côi cũng không tốt lành gì viện mồ côi nhận rất nhiều trẻ em nhưng tài nguyên lại có hạn. Anh thường xuyên ăn không đủ no, hơn nữa đều mặc quần áo cũ nát. Bởi vì tính tình anh im lặng ít nói, nên ngay cả một người bạn để nói chuyện cùng trong viện mồ côi cũng không có. Còn thường xuyên bị những đứa trẻ lớn hơn bắt nạt, cơ thể anh bị đánh đến bầm tím. Nhưng anh không nói ra, nên người khác cũng không hề hay biết gì. Sau khi trẻ em của viện mồ côi tiếp nhận xong 9 năm giáo dục bắt buộc thì bước vào xã hội. Về cơ bản sẽ không tiếp tục việc học của mình. Thứ nhất là có rất nhiều trẻ em vốn không có nhiều tiền để trả chi phí cấp 3 hay thậm chí là đại học. Thứ hai là hầu hết các đứa trẻ đều không muốn tiếp tục việc học của mình. Mà Thẩm Ân lại giành được vị trí đứng đầu trong các kỳ thi từ lúc còn học tiểu học, nên dĩ nhiên anh sẽ không cam lòng dừng lại ở cấp trung học cơ sở. May mắn là anh giành được vị trí đứng đầu toàn thành phố trong kỳ thi tuyển sinh cấp 3. Được trường trung học phổ thông tốt nhất toàn thành phố để mắt, họ cũng cam kết nếu như anh nguyện ý nhập học, sẽ lập tức có thể nhận được 3 vạn tiền thương. Điều này chắc chắn là tin tức tốt đối với Thẩm Ân, anh không có lý do gì để từ chối. Ở trường trung học phổ thông, trình độ học tập của Thẩm Ân vẫn duy trì như trước kia, không những đứng nhất trong mỗi kỳ thi, mà trong kỳ thi tuyển sinh chung cuối cấp của thành phố anh vẫn có thể lấn át được hết tất cả học sinh của các trường trung học phổ thông khác. Thẩm Ân vốn dĩ sẽ có một tương lai tiền đồ rộng mở, nhưng anh lại quen nữ chính Lục Yên. Lục Yên chuyển tới trường trung học phổ thông số 1 thành phố vào năm lớp 12, bởi vì dáng dấp xinh đẹp, tính tình hiền lành, nên cô ta đã trở thành nữ thần trong lòng rất nhiều nam sinh. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được Lục Yên rất có thiện cảm với Thẩm Ân đứng đầu lớp con trai có thành tích ưu tú lại có vẻ ngoài điển trai luôn có sức hấp dẫn đặc biệt. Nhưng xung quanh nữ chính có rất nhiều người theo đuổi, một số người trong đó cực kỳ ghen tị với thẩm ân, cứ ba ngày lại tìm anh gây phiền phức một lần, còn thuê người đánh gãy chân anh. Chẳng những như vậy, bởi vì những kẻ đầu tiên bày ra trò xấu xa thuê người kia đều có ra thế tốt, được người nhà giúp đỡ tìm quan hệ giao thiệp nên cuối cùng không hề bị trừng phạt khiến thẩm ân tàn tật cả đời trong cảnh khốn cùng không nhìn thấy tương lai này đã khiến anh hắc hóa sau khi hắc hóa thẩm ân càng lầm lì hơn ngoại trừ học tập thì không có bất kỳ hoạt động nào khác cuối cùng anh được nhận vào một trường đại học hàng đầu trong nước với thân phận thủ khoa của tỉnh cũng trở nên vẻ vang trong trường đại học này xây dựng sự nghiệp từ bàn tay trắng thành lập công ty của riêng mình khi công ty ngày một lớn mạnh giá trị con người của thẩm ân cũng trở nên cao mất không thể với tới. Mà những đứa con nhà giàu hồi cấp 3 bắt nạt anh, nếu không phải bị phát hiện tụ tập hút thuốc phiện, thì cũng là bị tố cáo cưỡng hiếp nữ minh tinh, có thể nói kết quả vô cùng thê thảm. Sau khi công thành danh tỏi thẩm ân gặp lại Lục Yên ở công ty của mình, nhưng anh cũng không nhớ mình có bạn học như vậy. Mà Lục Yên đến công ty của Thẩm Ân xin việc cũng không phải là vì công việc, mà là để lấy trộm bí mật thương nghiệp. Có lẽ nhờ vào tác dụng hào quang của nữ chính, nên Lục Yên thật sự có thể trộm được được hạng mục bí mật cốt lõi của một dự án lớn sắp khởi động, hơn nữa còn đưa thông tin này cho đối thủ cạnh tranh của Thẩm Ân, cũng là nam chính Thẩm Lẫm. Từ lâu Thẩm Lẫm đã vô cùng mong ước có thể nhanh chóng trừ khử đứa con riêng của bố mình, cho nên khi nắm được những bí mật nòng cốt, anh ta lập tức tung ra một mạng lưới chống lại Thẩm Ân hai người chiến đấu đến cùng và phải chịu nhiều thiệt hại nhưng thẩm ân lại chết vào thời khắc quan trọng nhất nghe nói là anh đã ngã lăn xuống lầu rồi chết cũng có người nói anh bị người khác đẩy xuống cầu thang đầu bị đập xuống đất nên chết ai biết được dù sao không chứng cứ thì nói thế nào cũng vô dụng cuối cùng cái chết của thẩm ân được xác định là chuyện ngoài ý muốn cuộc chiến giữa hai công ty lớn đã kết thúc thẩm lẫm trở thành người chiến thắng lớn nhất Sống một cuộc sống khiến người khác ghen tị với nữ chính Lục Yên. Khi biết được tình tiết cốt truyện này, Nguyễn Nguyễn không thể không thở dài. Vì cuộc đời tồi tệ của Thẩm Ân, cũng vì kịch bản trên tay mình. Mặc dù là làm nhiệm vụ, nhưng linh hồn của Nguyễn Nguyễn không thể tùy tiện đi vào cơ thể của người khác. Đây được gọi là đoạt xác, cũng vì đây là quy tắc không được cho phép của thế giới. Dưới tình huống ép buộc bất đắc dĩ, Thân phận của cô ở mỗi thế giới đều do Diêm Vương tùy ý sắp đặt, sau đó ký ức hư ảo này được cấy vào trong tâm trí của nhân vật liên quan đến thế giới của nhiệm vụ. Cứ như vậy, cô lập tức đã có thân phận danh chính ngôn thuận ở trong thế giới đó. Thiết lập lần này của cô là một gia đình ba thế hệ vô cùng giàu có, nhiều tiền đến mức ba đời cũng tiêu xài không hết. Được bố mẹ cưng chiều, ông bà thương yêu, còn là con gái duy nhất trong nhà, cô muốn cái gì cũng đều được. Nhưng cô chủ xinh đẹp được cưng chiều mà lớn này lại yêu thích nam chính thẩm lẫm. Không chỉ mặt dày quấn lấy người ta, thậm chí sau khi biết thẩm ân có thân phận là con riêng, người này còn cố ý vây quanh anh với lý do muốn chút giận thay cho nam chính. Nguyễn Nguyễn tuyệt vọng đoán rằng thiết lập này có phải là sở thích tồi tệ của Diêm Vương hay không? Nếu không sao có thể thiết lập thân phận nữ phụ độc ác cho cô, còn để cô gánh vác thân phận này đi giúp đỡ thẩm ân cô chưa từng quên những thiết lập ở trong tình tiết cốt truyện, vết thương trên tay thẩm ân là bị cô dẫm trúng trong quá trình vây quanh người ta, xương ngón tay còn bị dày da nghiền lên. Nếu không phải Nguyễn Nguyễn tiến vào thế giới của nhiệm vụ kịp thời, sợ là bàn tay của thẩm ân sẽ bị cô dẫm nát. Một lần nữa than thờ về sự khởi đầu bất lợi, Nguyễn Nguyễn chậm rãi di chuyển đến phòng học. Thẩm ân đến sớm hơn cô vài bước đang ngồi thẳng lưng, đầu hơi nghiêng về phía dưới, chăm chú nhìn vào cuốn sách đặt trên bàn, khớp xương bàn tay phải được phác họa rõ ràng khi nhấc bút. Mái tóc trước chán rủ xuống che đi đôi mắt đen xinh đẹp kia, cũng thuận thế che đi mấy phần uy nghiêm trên người. Nguyễn Nguyễn ngồi vào vị trí của mình rồi nhìn chằm chằm vào gò má trắng nõn của cậu thiếu niên trong vài phút. Sau đó cô chậm rãi đi về phía sau lớp học ném hộp sữa rỗng vào thùng rác, rồi vòng một vòng cung đi đến trước bàn học của thiếu niên lấy ra một bình thuốc từ trong túi đồng phục học sinh bỏ lên trên bàn. Bàn tay đang nắm chặt cây bút của thẩm ân ngưng một lát, anh hiếp mắt nhìn cái này giống hệt bình thuốc anh ném vào thùng rác ở dưới khu dạy học, anh vừa định hành động thì bị một bàn tay đè xuống. Đôi tay này nhỏ bé, nhiệt độ nóng bỏng theo tiếp xúc da thịt truyền tới mờ u bàn tay của anh. Thẩm ân sửng sốt trong giây lát, sau đó lập tức hất bàn tay của cô gái đang đè trên tay anh với vẻ mặt u ám giống như là hất rác dính trên người. Nguyễn Nguyễn bị hất tay ra cũng không giận, thay vào đó lại cười híp mắt nói, tớ mua một chục bình thuốc lưu thông máu và loại bỏ máu bầm, nên cậu cứ tùy tiện ném đi. Thẩm ân bị đâm trúng tim đen bất giác cảm thấy khó chịu. Chương 2 Cuối cùng, thẩm ân cũng chẳng thèm chạm một cái vào lọ thuốc hoạt huyết, tiêu ứ được đặt ở góc bàn học kia. Nguyễn Nguyễn trở lại chỗ ngồi của mình, cô nhìn chằm chằm vào sườn mặt ngừa thẳng ra của thiếu niên một lúc lâu, sau đó thoáng buồn bã thu tầm mắt về. Nếu như người khác vừa cố ý dẫm lên tay cô vào hôm qua, hôm nay lại đuổi đến bám dính lấy cô rồi xin lỗi, đổi lại là Nguyễn Nguyễn, cô cũng sẽ nghi ngờ rằng có phải người này có âm mưu gì khác hay không. Nhưng ngoại trừ xin lỗi và đền bù, cô tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách nào tốt hơn nữa. Cô nhíu mày cắn lấy đầu bút, nhịn không được lại nhìn sang hướng thẩm ân. Đúng lúc này, bạn ngồi cùng bàn với Nguyễn Nguyễn đứng phát dậy, tiếng nói không lớn, nhưng đủ để cho tất cả mọi người trong phòng học yên tĩnh này nghe thấy. Báo cáo thầy, em xin đổi chỗ có được không? Lời nói này của thầm lẫm bùng nổ giữa lớp học, các học sinh đều ngừng bút, đầy hứng thú nhìn về phía Nguyễn Nguyễn, dường như họ đang chờ xem một màn kịch hay. Còn giáo viên dạy toán đang đưa lưng về phía học sinh viết lên bảng đen nghe thế thì xoay người, cau mày nói, đi học thì lo học cho tốt chuyện đổi chỗ thì sau khi tan học tìm giáo viên chủ nhiệm giúp đỡ nhé. Giáo viên dạy toán họ Phương là một người trung niên khoảng 40 tuổi thích mặc áo caro, đồng thời cũng là tổ trưởng của tổ toán học cấp 3. Là người nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, điều ông không thích nhất chính là học sinh làm những chuyện không liên quan đến học tập trong khi đang học, dù thành tích có tốt cũng không được. Nhưng thầm lẫm không để lời nói của giáo viên dạy toán vào lòng. Bây giờ anh ta chỉ một lòng muốn nhanh chóng cách xa Nguyễn Nguyễn một chút. Thế là lại mấp máy môi nói tiếp. Thưa thầy, em vốn học tốt trên lớp. Nhưng mà bạn ngồi cùng bàn với em cứ nhìn trong chọc vào em. Trong mắt cũng sắp dính lên người em luôn rồi. Hành vi này quấy dày nghiêm trọng đến hiệu suất học tập của em. Vậy em có thể tạm thời đổi chỗ không? Đợi hết giờ học em sẽ đến phòng làm việc tìm chủ nhiệm lớp để giải thích chuyện này. Nghe nói như thế, học sinh trong lớp như được tiếp thêm sinh lực trong mắt mỗi người đều phát ra ánh sáng bát quái. Chuyện Nguyễn Nguyễn thích thầm lẫm đừng nói là trong lớp, hầu như tất cả mọi người trong trường đều biết đến. Từ lúc học lớp 10, Nguyễn Nguyễn đã chạy theo sau đuôi thầm lẫm, chỉ cần thầm lẫm xuất hiện ở đâu, ở đó nhất định có bóng dáng của Nguyễn Nguyễn trong phạm vi 3 mét. Trời mưa thì cô tặng ô, mùa hè thì tặng nước giải khát ướp lạnh, trời lạnh thì tặng trà sữa nóng, ngày lễ Tết thì chưa bao giờ tiếc tiền mua quà. Điều khiến các học sinh ấn tượng nhất chính là Nguyễn Nguyễn đã dứt khoát tặng thầm lẫm một chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn trên toàn cầu, trị giá hơn ngàn vạn vào dịp sinh nhật vừa qua của anh ta. Ra tay hào phóng như thế này có thể nói là vung tiền như rác. Xong, dù cô kiên trì bền bỉ theo đuổi hơn hai năm, nhưng trước giờ thầm lẫm người ta đều không liếc mắt nhìn cô một cái thậm chí anh ta còn bí mật lái chiếc xe bàn giới hạn trên toàn cầu kia đưa đón hoa khôi lớp 3 đến trường và tan học. Hoa khôi lớp 3 lục yên kia mới chuyển trường đến đây vào lúc khai giảng lớp 12. Học sinh lớp 1 cũng đã gặp mấy lần, nói một cách công bằng thì dáng dấp của lục yên trông rất đẹp, nhưng dường như thiếu đi khí chất sang trọng so với Nguyễn Nguyễn. Cũng không biết thầm lẫm nghĩ thế nào mà lại không cần Nguyễn Nguyễn vừa có tiền lại còn theo đuổi mình, khăng khăng cảm thấy hứng thú với Lục Yên mình quen biết chưa đến nửa tháng. Có điều, đây đều chẳng phải là điều mà họ quan tâm. Là một học sinh của lớp khoa học tự nhiên hòa tiễn, bình thường vùi đầu giải đề còn không kịp, nào có tâm trạng nhàn rỗi để nghĩ đông nghĩ tây như thế chứ. Chẳng qua là coi như điều hòa cuộc sống buồn tẻ hàng ngày mà thôi. Thân là đương sự trong lời nói của thẩm lẫm, Nguyễn Nguyễn chỉ giật mình một chốc, ngay sau đó khóe mắt co rút. Mặt mũi đầy vẻ một lời khó nói hết. Thẩm Ân ngồi cạnh cửa ở bên phải phía trước thẩm lẫm, nhìn từ chỗ ngồi của Nguyễn Nguyễn, ánh mắt của anh quả thực giống như rơi vào người của thẩm lẫm ở bên cạnh. Chỉ là, anh ta cứ như vậy không hề cố kỵ mà nói ra lời nói này trong lớp. Nguyễn Nguyễn nghi ngờ rằng có lẽ nhân vật nam chính không có não, hoặc là vô cùng chán ghét cô, hoặc có đủ cả hai điều trên. Nguyễn Nguyễn chậm rãi ngồi thẳng người giữa mấy chục ánh mắt đang xem kịch vui. Cô dùng giọng nói rõ ràng, không nhanh không chậm mở miệng. Thưa thầy, có khi nào bạn học thầm lẫm bị chứng rối loạn hoang tưởng không ạ? À? Em vẫn luôn đi theo mạch suy nghĩ của thầy. Đồng thời em cũng đang suy nghĩ đề bài viết trên bảng đen kia có những cách giải khác hay không. Kết quả không hiểu sao lại bị quật ngược. Suy nghĩ, giấy nháp của cậu đều trống trơn. Còn nói suy nghĩ, dùng chân suy nghĩ à? Nguyễn Nguyễn còn chưa nói hết lời đã bị người ta mạnh mẽ cắt ngang. Trên gương mặt kia của thầm lẫm đầy vẻ châm biếm, trong ánh mắt thì hiện ra vẻ coi rẻ và khinh thường. Thầy Phương nghe thấy lời này thì nhíu mày, vừa định bảo hai người họ bình tĩnh một chút, có chuyện gì tan học rồi nói. Đã thấy cô bé kia tức giận đứng lên, không phục hỏi, thưa thầy, em có thể lên bục giảng giải đề bài đó không ạ? À? Chật, dĩ nhiên là được rồi. Thầy Phương nhẹ gật đầu, Vốn dĩ ông cũng đang muốn mời vài bạn học sinh lên giải thử đây. Đây là đề Olympic, độ khó cao hơn câu hỏi cuối đề trong kỳ thi đại học một chút. Sở dĩ ông đưa ra ở đây là để cho các bạn học sinh suy nghĩ. Điều quan trọng nhất chính là kiến thức liên quan đến đề này khá tản mạn và tổng hợp. Nhìn chung cần phải tốn một ít thời gian mới có được manh mối để giải đề. Thấy Nguyễn Nguyễn người luôn xếp vị trí 50 dưới cùng trong lớp và mỗi lần thi sung phong lên giải đề. Học sinh ngồi bên dưới đều không coi trọng. Nhất là thầm lẫm, ý cười mỉa mai treo trên khóe miệng của anh ta càng ngày càng sâu. Anh ta đang đợi Nguyễn Nguyễn mất mặt. Nhưng chưa được vài phút, anh ta đã không cười được nữa. Mắt trợn trừng lên, mặt đầy vẻ không thể tin. Học sinh dưới bục giảng cũng như thế, đều ngơ ngác nhìn nhau rồi nín thinh. Nguyễn Nguyễn viết tổng cộng 3 cách giải. Cách thứ nhất là cách bình thường cũng là cách mà bọn họ dễ nghĩ đến nhất sau khi suy tư cách thứ hai mặc dù ngắn gọn nhưng hơi hiếm thấy ít người nào đoán được cách thứ ba ngoại trừ thẩm ân ra các học sinh khác đều mang vẻ mặt mờ mịt chứng tỏ chưa từng nhìn thấy không phải cậu chép trước đáp án đấy chứ thấy vẻ mặt bất ngờ của thầm lẫm người anh em tốt ngày thường hay đi với anh ta lập tức lên tiếng chất vấn giọng điệu vô cùng chắc chắn yên lặng một lúc nguyễn nguyễn nhếch môi a à, Vậy thì cậu nói một chút xem tôi chép ở đâu nào. Bản thân tóc ngắn, thiếu hiểu biết, còn không cho người khác giỏi hơn cậu sao? Người kia bị mắng trước mặt cả lớp đã hoàn toàn bối rối, trong nháy mắt gương mặt cũng đỏ bừng lên. Cậu ta hoàn toàn không ngờ Nguyễn Nguyễn lại dám làm cậu ta khó xử trước mặt mọi người. Vì nguyên nhân Nguyễn Nguyễn thích Thẩm Lẫm, dẫn đến cô cũng rất khách sáo với anh em bạn bè thân thiết của Thẩm Lẫm, thậm chí còn đến mức nịnh nọt. Bình thường Lúc cô tặng nước uống hay mua bánh ngọt, đám bọn họ đều có một phần, lúc ra ngoài ăn cơm cô cũng tranh phần thanh toán. Lần mắng này đúng là lần đầu tiên, xưa nay chưa từng thấy. Người kia đỏ mặt, dường như cậu ta cảm nhận được ánh mắt cười nhạo mà các bạn học xung quanh phóng đến đây, mặt cậu ta nóng bừng bừng, cắn răng còn muốn nói tiếp gì đó, lại bị thầy Phương khoát tay ngăn lại. Nhìn toàn bộ quá trình Nguyễn Nguyễn làm bài, trên vẻ mặt người đàn ông trung niên này lộ ra vẻ tán thưởng hiếm thấy, vừa gật đầu, vừa hiếu kỳ, "Ai dạy em cách giải cuối cùng này thế?" Hai cách giải trước cũng còn bình thường không có gì mới lạ, nhưng cách cuối cùng lại dính đến kiến thức toán cao cấp của đại học, ông chắc chắn rằng mình chưa từng nhắc đến. Tự học cả, Nguyễn Nguyễn thẹn thùng cười cười, rồi trở về chỗ ngồi theo sự gia hiệu của giáo viên dạy toán. Lúc đi ngang thầm lẫm cô còn nhìn thấy ánh mắt trừng trừng và sắc mặt tái xanh của nhân vật nam chính. Đương nhiên, những kiến thức kia không phải do cô tự học, mà là học được trong lớp trên đại học. Nguyễn Nguyễn chưa từng học vẹt kiến thức, cô thích kiểu học một biết mười, hiểu thấu những thứ kiến thức kia hơn cơ. Cho nên, lúc nãy khi đứng trên bục giảng mới lóe lên cảm hứng, dùng đến cách vượt ngoài đề cương kia. Nhưng, cô không có cách nào nói những điều này với giáo viên được, đành phải thoái thác là tự học thở một hơi, tâm trạng của Nguyễn Nguyễn rất tốt, mặc kệ anh ta nghĩ như thế nào. Cô nắm chặt cây bút nhìn thẳng vào bảng đen phía trước, không nhìn xéo qua người bên cạnh một cái. Thẩm lẫm quấy nhiễu kỷ luật của lớp học, tiết này em cứ đứng phía sau nghe giảng đi, tránh ảnh hưởng đến các bạn học khác nghe giảng bài. Thầy Phương đầy gọng kính mắt trên sống mũi của mình, ông cảm thấy mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Lần này, Nguyễn Nguyễn thật sự nhịn không được nữa, phì một tiếng bật cười. Có điều, cô nhanh chóng che kín miệng của mình, lúc ngước mắt lại đối diện với ánh mắt quay đầu tìm tòi của thẩm ân ở phía trước, bèn thân thiện chớp chớp mắt. Đôi mắt của thiếu niên đen như mực, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, ánh mắt rơi lên người Nguyễn Nguyễn Đảo qua một vòng, dường như trong lòng có điều nghi ngờ. Khi nhìn thấy Nguyễn Nguyễn nhìn về phía anh rồi chớp chớp mắt thì nhanh chóng quay người, không quay đầu lại nữa. Phản ứng kích động kia khiến Nguyễn Nguyễn cảm thấy buồn cười, đồng thời cũng thấy tiếc thay cho thẩm ân. Sao anh lại không phải nam chính chứ? Sau khi tiếp xúc với nhân vật nam chính thẩm lẫm trong một thời gian ngắn, ấn tượng của Nguyễn Nguyễn với anh ta vô cùng kém. Tính tình không tốt, đầu óc không tốt, thứ duy nhất khiến cho người ta có thể nhìn vào mắt có lẽ chỉ có gương mặt kia. Nhưng gương mặt xuất chúng giữa những người bình thường đó vẫn kém thẩm ân vài phần. Suy nghĩ rất nhiều chuyện linh tinh vụn vặt, cuối cùng cũng đến lúc tan học. Nguyễn Nguyễn cũng không quên thầm lẫm từng nói muốn đổi chỗ. Trên thực tế, cô cũng không muốn ngồi cạnh người mình ghét. Cho nên, trong thoáng chốc tiếng chuông tan học vang lên, cô đã dẫn đầu chạy đến văn phòng tìm chủ nhiệm lớp Lý Lập để bày tỏ thỉnh cầu của bản thân. Thầy Lý chủ nhiệm khó nén kinh ngạc, ông ấy suy nghĩ một chút rồi hỏi nguyên nhân. Nếu như người đến tìm ông ấy là thầm lẫm, vậy ông ấy sẽ không cảm thấy kỳ quái một chút nào. Nhưng lại là Nguyễn Nguyễn, quả thực ông ấy không thể tưởng tượng nổi. Nhớ ngày đó, lúc chia lớp 10, nhà họ Nguyễn đã góp cho trường hai tòa nhà. Trái lại, họ không có yêu cầu quá đáng nào khác, có điều chỉ hy vọng có thể chia Nguyễn Nguyễn đến lớp của Thẩm Lẫm, đồng thời xếp cô ngồi cùng bàn với anh ta. Ban đầu, Thẩm Lẫm không hài lòng về điều này, sau đó là miễn cưỡng đồng ý. Ông ấy thân là chủ nhiệm lớp, đương nhiên cũng từng nghe nói một chút về chuyện Nguyễn Nguyễn theo đuổi Thẩm Lẫm bởi vì hai người không gây ra chuyện quá giới hạn nào, nên ông ấy cũng chỉ mắt nhắm mắt mờ. Gia đình hai bên của Nguyễn Nguyễn có tiền, thành tích của cô cứ nằm chót sống chết không cải thiện được, cho nên Lý Lập cũng dứt khoát từ bỏ ý định nâng đỡ cô trong học tập. Thích giày vò thế nào tùy thích, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học tập của các bạn học khác trong lớp là được rồi. Rõ ràng là Lý Lập suy nghĩ đơn giản, bởi vậy lúc Nguyễn Nguyễn nói muốn ngồi cùng thẩm ân, xém chút ông ấy đã phun hết nước trà trong miệng ra ngoài. Hơn nữa, lý do của cô bé kia còn rất đặc biệt, nói rằng cô với thẩm lẫm ghét nhau, điểm mấu chốt nhất là cô sợ IQ thấp của thẩm lẫm sẽ lây sang mình. Tâm trạng của chủ nhiệm lớp phức tạp, vốn đổi chỗ cũng không phải là chuyện gì lớn, nhưng người xếp hạng cuối lớp là Nguyễn Nguyễn đây lại cứ khăng khăng muốn ngồi cùng người đứng hạng nhất lớp, Lý Lập không bằng lòng về chuyện này cho lắm. Người khác thì không sao, nhưng Thẩm Ân lại là một trong những đòn sát thủ chạy nước rút trong kỳ thi đại học, còn là đối thủ mạnh tranh thủ khoa của tỉnh trong kỳ thi đại học. Nói ở mức độ cao, thành tích mức trần trong kỳ thi đại học năm sau của học sinh nhất chung đều do Thẩm Ân tạo nên. Vậy, nếu dính vào Nguyễn Nguyễn kém cỏi này trong giai đoạn quan trọng, Lý Lập Nghĩ e rằng lãnh đạo trường sẽ đến xé xác ông ấy mất. Nhưng ông nội của Nguyễn Nguyễn là chủ tịch của trường, việc này quả thực không dễ làm mà. Lý Lập suy nghĩ rồi huyền truyền nói, chuyện này phải do chính bạn học Thẩm Ân đồng ý mới được. Chủ nhiệm lớp đoán rằng Thẩm Ân sẽ không muốn Nguyễn Nguyễn trở thành bạn cùng bàn của anh. Nào ngờ, Thẩm Ân không hề phản đối, đương nhiên cũng không tỏ vẻ đồng ý. Thái độ của anh trong cả quá trình này là không có gì đáng kể cả. Cứ như vậy, Nguyễn Nguyễn vui mừng khớp khởi rời đến ngồi cạnh Thẩm Ân, trở thành người bạn cùng bàn thứ 18 của anh. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 3 Phản ứng của thẩm ân đối với người bạn cùng bản tên Nguyễn Nguyễn này không mặn không nhạt, nên làm cái gì thì vẫn làm cái đó, dường như không hề có một chút ảnh hưởng nào. Nếu như bỏ qua việc anh chậm chạp không viết đáp án cho câu hỏi luyện tập kia thì đúng là như vậy. Cậu còn muốn nhìn tôi chằm chằm tới khi nào hả? Bạn họ Nguyễn kia, thẩm ân nhấp mím môi, nhìn điểm đen do mỏi bút chạm vào chỗ trống trên sách bài tập rồi đặt bút rollerball lên bàn. Đầu hơi nghiêng, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào cô gái ngồi bên cạnh đang chống đầu nhìn mình chằm chằm, hình như vẻ mặt có chút không vui. Giọng nói xuất hiện bất ngờ kéo suy nghĩ của Nguyễn Nguyễn về, trên mặt cô còn có chút mù mờ. Một lúc lâu sau đột nhiên lại vui mừng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay hiện lên ý cười, ý, đây là lần đầu tiên cậu chủ động nói chuyện với tớ đấy. Sự vui vẻ của cô thật sự xuất phát ra từ tận đáy lòng, đôi mắt quả nho cong thành hình trăng lưỡi liềm, bất giác ngồi thẳng lưng, giống như bạn học được giáo viên Tuyên Dương. Mấy ngày trước còn vì thầm lẫm mà tuyên bố sẽ không để cho anh sống yên ổn, trong nháy mắt lại cẩn thận gần gũi với anh, giống như biến thành người khác vậy. Nhớ lại Nguyễn Nguyễn trong trí nhớ, Thẩm Ân phát hiện ấn tượng của anh đối với cô gái này rất mơ hồ kỷ niệm ấn tượng nhất vẫn là lần cô dẫn theo một đám thanh niên xấu chặn anh ở đầu hèm. khi đó cô mang đôi giày da rất nhỏ dẫm lên món tay anh, cười giống như người chiến thắng vậy. có chi tiết mà lúc đó thẩm ân không chú ý tới, nhưng bây giờ bỗng nhiên lại nhớ đến. trong nháy mắt, cô gái ngang ngược càn gỡ trở nên bối rối, lập tức kinh ngạc và hoảng sợ chạy ra đầu hèm. nghĩ đến đây, đột nhiên thẩm ân cụp mắt xuống, cười một cái cảm thấy sự việc có chút thú vị nguyễn nguyễn đột nhiên mất đi hứng thú đối với người đã theo đuổi hơn hai năm là thẩm lẫm ngược lại còn nịnh bợ đối thủ một mất một còn của thẩm lẫm là thẩm ân chuyện này mà nổ tung ở lớp một thì không có ai tin rằng nguyễn nguyễn có ý đồ gì đối với thẩm ân nếu có thì nhất định không phải là yêu một người nhưng không yêu nữa mà chuyển qua yêu người khác chẳng lẽ là muốn dùng chiếc viên đạn bọc đường bắt thẩm ân sau đó sẽ hung hăng hất văng để làm nhục anh, đạt mục đích báo thù thay Thẩm Lẫm. Từ lúc nhập học cấp 3 đến nay, Thẩm Lẫm và Thẩm Ân luôn bất hòa, mọi người đều không hiểu vì lý do gì, nhưng hai người giống như nước lửa bất dung vậy. Đương nhiên, chủ yếu là do một mình Thẩm Lẫm, Thẩm Ân vốn không hề để ý tới anh ta. Vừa nghĩ như thế, chuyện Nguyễn Nguyễn thay đổi dường như là hợp tình hợp lý mọi người trong lớp một tự cho rằng mình nhìn thấu được chân tướng đều thở dài thở ngắn, cảm thấy Nguyễn Nguyễn thật sự thâm tình với thẩm lẫm. Đúng là đáng tiếc, hành động lần này đối với thẩm lẫm chỉ sợ là làm chuyện thừa, người ta chưa chắc sẽ hiểu được khổ tâm của cô. Gần đây Nguyễn Nguyễn gặp phải chuyện buồn phiền, không hề biết quần chúng lớp một đang hóng chuyện bát quái. Cô và Thẩm Ân trở thành bạn cùng bàn cũng hơn một tuần lễ rồi, nhưng trong khoảng thời gian này, dường như thẩm ân cứ xem cô như người vô hình vậy nói chuyện không trả lời hỏi đề một chút cũng làm như không nghe thấy nếu cứ tiếp diễn như vậy cô phải thế nào mới có thể giúp được anh chứ một cậu thiếu niên thiếu tiền còn thiếu cả tình yêu cũng không thể trực tiếp vẫy tấm chi phiếu trước mặt anh nói với anh rằng cậu kia tôi biết cậu thiếu tiền cầm lấy rồi tùy tiện tiêu xài đi đột nhiên nghĩ đến cái gì đó trong nháy mắt con người của Nguyễn Nguyễn sáng lên. Thiếu tình yêu thì không dễ giải quyết, thiếu tiền còn không dễ giải quyết sao? Vừa đúng lúc người nhà cô đang chuẩn bị tìm giáo sư dạy kèm ở nhà để học bù, nếu như thẩm ân đồng ý đến, vậy thì vấn đề kia tất nhiên có thể giải quyết dễ dàng rồi. Đang đắc ý với cách hay mà mình nghĩ đến, khóe miệng của Nguyễn Nguyễn cười ngoác đến tận mang tai. Trong lúc cô đang vui vì đã tiến thêm một bước để có thể hoàn thành nhiệm vụ thì có người gọi cô, Nguyễn Nguyễn, một mình em đang cười ngây ngô gì đó. Nhìn kỹ lại, đó đúng là thầm lẫm, tâm tình đang tốt lúc ấy bị phá hư nát. Nguyễn Nguyễn thu dọn sách vở, định lao ra khỏi phòng học giống như là tránh ôn thần vậy. Đến thời gian tan học, học sinh trong phòng học đã đi được hơn phân nửa, những người lưu lại nhìn thấy cảnh cũng cố ý thả chậm động tác, muốn xem chuyện xảy ra tiếp theo. Cửa phòng học bị chặn lại, Nguyễn Nguyễn dừng lại đang muốn xông về phía trước, bất đắc dĩ nói, anh làm gì vậy? Tôi biết hết rồi, thẩm lẫm một tay chặn ở khung cửa, tay kia thì dường như muốn giúp Nguyễn Nguyễn sách cặp. Thấy cô lui về phía sau từng bước, dịu dàng nói, tôi có thể hiểu được tâm ý của em, nhưng em không cần vì tôi mà làm đến như vậy đâu. Mắt mở thật to, đầu Nguyễn Nguyễn treo đầy dấu chấm hỏi, vô cùng hoang mang, rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy? Tôi, mắt thầm lẫm liếc nhìn thẩm ân đang sách cặp đi trên hành lang, lúc này đang định đi vào phòng học, lời đến khóe miệng mà rẽ sang, nhất thời thâm tình và chân thành nhìn ánh mắt của Nguyễn Nguyễn, làm như đang trách cứ nhưng thực ra là đang khoe ra, tôi biết em tiếp cận thẩm ân là vì tôi, đây chỉ là thủ đoạn của em để khiến nó xấu mặt và khó chịu. Giọng nói chậm lại, thầm lẫm tiếp theo nói, chỉ là, tôi không muốn chỉ vì điều này mà em phải làm khó mình như vậy. Tôi đồng ý với em, chúng ta có thể thử ở bên nhau. Lúc này, Thẩm Ân đã chạy tới cửa, chỉ là do cơ thể của Thẩm Lẫm chắn ngang nên Nguyễn Nguyễn không thấy. Liếc nhìn gương mặt bình tĩnh như thường ngày kia của Thẩm Ân, Thẩm Lẫm tức giận vô cùng. Nghĩ lại, có lẽ anh chỉ là giả vờ bình tĩnh, tâm tình của Thẩm Lẫm liền cảm thấy thoải mái. Hơn tuần lễ nay, bản thân anh ta đã trải nghiệm việc Nguyễn Nguyễn đối tốt với Thẩm Ân bao nhiêu buổi sáng sẽ mang một phần bánh điểm tâm tinh xảo làm bữa sáng cho anh sẽ mua nước giúp anh sau khi tập thể dục xong thậm chí sau khi tan học còn muốn đưa anh về nhà mặc dù toàn bộ những thứ này đều bị thẩm ân từ chối nhưng thầm lẫm vẫn rất khó chịu giống như là món đồ của mình bị người khác đoạt đi vậy đây rõ ràng là những đãi ngộ anh ta nên có dựa vào đâu mà đứa con riêng không ai cần như thẩm ân này có thể hưởng thụ những thứ này cho dù bản thân mình không cần thì người khác cũng đừng hòng mơ có được. Thẩm lẫm muốn cho thẩm ân nhận thức rõ một sự thật rằng, anh không xứng có được sự chăm sóc, cũng sẽ không có người nào thật lòng đối xử tốt với anh, giống như người bạn cùng bàn thứ 17 trước đây của anh. Chỉ cần anh ta cho bọn họ chốt lời, thì bọn họ sẽ lặng lẽ làm giúp anh ta chốt chuyện không tính là quá đáng. Ví dụ như ném sách bài tập của thẩm ân vào thùng rác, lại ví như giả vờ không cẩn thận mà đổ một ly nước nóng đầy vào người thẩm ân. Thẩm lẫm tự tin cho rằng Nguyễn Nguyễn cũng như vậy, chỉ là anh ta đã đoán sai thái độ của cô gái này. Chật, không phải anh bị bệnh thần kinh rồi đó chứ? Nguyễn Nguyễn xem xét kỹ từ đầu tới chân thẩm lẫm đang đứng trước mặt mình, ánh mắt cảnh giác lại cẩn thận, ngay lập tức chạy lui về sau mấy bước, thẳng cho đến khi hai người giãn ra một khoảng cách an toàn, có bệnh chữa bệnh, đừng chắn ở cửa dọa người. Nghe thấy tiếng cười dì rào trong phòng học nhỏ truyền tới, huyệt thái dương của thầm lẫm nhô lên, cắn răng nói, Nguyễn Nguyễn, em đừng có quá đáng. Diễn kịch cũng có mức độ thôi, bằng không khi kết thúc thì không còn ý nghĩa gì nữa đâu. Tôi không biết tự tin của anh đến từ đâu mà cảm thấy tôi làm những điều này vì anh. Nếu đã nói đến mức này thì tôi đây cũng xác định rõ thái độ. Cả học sinh đi trên ngang qua hành lang hay học sinh ngồi trong phòng học đều dối rít dựng lỗ tai lên, trực giác của thầm lẫm mách bảo không tốt muốn ngăn cản Nguyễn Nguyễn nói tiếp. Kết quả còn chưa kịp làm thì giọng nói trong trèo ấy đã vang lên trong phòng học, trước đây là vì trẻ tuổi thiếu hiểu biết, xem rác rưởi làm bảo bối mà cung phung. Hiện tại đánh bóng mắt rồi mới phát hiện, cũng chỉ có như vậy mà thôi. Không để ý tới sắc mặt đã muốn tái xanh của thầm lẫm, ánh mắt của Nguyễn Nguyễn chân thành, khuyên giải an ủi nói, người quý ở chỗ tự biết mình. Tôi nghĩ thái độ lúc trước của mình đã qua rõ ràng rồi không ngờ mặt anh còn dày hơn so với tôi nghĩ. Thẩm lẫm có thể chịu đựng hơn 2 năm để ngồi cùng bạn với Nguyễn Nguyễn, thỉnh thoảng cho chút sắc mặt tốt, tất cả đều do công lao ân cần dạy bảo của người nhà họ thầm. Xí nghiệp nhà họ thẩm có thể phát triển đến ngày hôm nay, ở thương giới nói 102, trong phương diện rộng thì có thể nói đã đổi kịp nhà họ Nguyễn. Nếu không có nhà họ Nguyễn rót tiền bạc vào cùng hưởng chung mạng lưới giao thiệp, thì Thẩm thị không thể phát triển chỉ trong vòng 2 3 năm như vậy. Mà nhà họ Nguyễn nguyện ý tận lực trợ giúp xí nghiệp nhà họ Thẩm phát triển như vậy đương nhiên là vì Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn thích Thẩm Lẫm, bọn họ là người nhà thì không có đạo lý nào mà không giúp một tay. Đây cũng là nguyên nhân người nhà họ Thẩm dặn dò Thẩm Lẫm đối xử tốt với Nguyễn Nguyễn một chút. Nếu như tương lai hai nhà có thể kết làm thân gia thì tất cả gia sản nhà họ Nguyễn đều là của Thẩm Lẫm đây là một khoản mua bán ổn định không lỗ, huống hồ Nguyễn Nguyễn vẫn luôn thâm tình với con của bọn họ. Nếu như thật sự là nhà bạn bỏ người, nhà tôi bỏ tiền, thì tạm thời sẽ là một khoản giao dịch, Nguyễn Nguyễn chưa có độc ác đến mức này. Nhưng thầm lẫm đã làm gì chứ? Người nhà họ thầm lợi dụng Nguyễn Nguyễn chiếm hết tiện nghi, thầm lẫm còn cho rằng đây là chuyện đương nhiên, chẳng những không cảm kích Nguyễn Nguyễn, còn xem cô không thua kém gì người hầu. Càng làm cho Nguyễn Nguyễn buồn nôn chính là thầm lẫm lại không biết xấu hổ lái chiếc xe thể thao giá trị hàng triệu của cô tặng để đưa đón Lục Yên mỗi ngày, giống như đang khoe khoang rêu rao khắp nơi trong sân trường. Quả nhiên là người không biết xấu hổ không gì sánh bằng Nghĩ đến chiếc xe thể thao kia, trong lòng Nguyễn Nguyễn nghẹn một luồng khí. Chỉ là cô còn không có phát tác thì thầm lẫm đối diện đã không chịu nổi. Bất kể là Nguyễn Nguyễn dùng dao đâm thẳng vào đầu tim anh ta hay là các bạn học mắt thì liếc anh ta làm ra vẻ ta đây xì xào bàn tán đều khiến cho thầm lẫm như muốn gục ngã. Mặt anh ta ngượng đến lúc đỏ lúc trắng, trong nháy mắt vì mất hết lý trí muốn xông tới đánh Nguyễn Nguyễn. Nhưng mà anh ta vừa đi vào cửa hai bước, tay vừa dơ lên cao thì đã bị người khác nắm lại. a à, thẩm lẫm đau đến hít khí lạnh, hung tợn nói với người nắm cổ tay anh ta, cút ra. Thẩm ấn ghét bỏ vứt cái tay kia ra, một tiếng, lấy khăn tay từ trong túi quần ra lau tay, nói sâu xa, không nhìn ra anh còn có ý định đánh nữ sinh, tôi đã đánh giá cao anh rồi. Nguyễn Nguyễn phản ứng chậm nửa nhịp mà trợn to mắt, yên lặng đi tới bên cạnh thẩm ân, nhô đầu ra, khuôn mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, tự mình làm còn sợ người khác nói sao. Nguyễn Nguyễn, em đừng có hối hận, thẩm lẫm xoa xoa cổ tay bị bóp bầm tím của mình, nghiến răng nghiến lợi cũng không thể làm gì được chỉ đành phải nắm chặt nắm đấm, chật vật rời đi. Chờ một chút, Nguyễn Nguyễn gọi thầm lẫm đang định đi lại. Quả nhiên là đã hối hận rồi chứ chứ gì? Trong lòng thầm lẫm đắc ý, khóe miệng nhếch lên, cho dù bây giờ em có muốn cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không tha thứ cho em đâu. Nguyễn Nguyễn liếc mắt nhìn anh ta, thấy được trong ánh mắt là một lời khó có thể nói hết được, hít sâu một hơi, vẻ mặt mỉm cười, cái đó chừng nào thì anh trả lại chiếc xe thể thao bản giới hạn toàn cầu kia vậy? Cô nói cái gì? Giọng nói của thầm lẫm không khống chế được hét to lên, khuôn mặt giữ tợn phẫn nộ giống lên, đó là đồ cô tặng tôi mà. Đồ tặng đi rồi cô còn không biết xấu hổ mà đòi lại sao? Tôi không có nói sẽ tặng cho anh nha. Nguyễn Nguyễn bày ra vẻ mặt vô tội, chậm rãi nói, tôi nhớ câu gốc mình nói lúc đó là bảo anh cầm lái đi mà. Tôi có nói là, tặng, sao? Chưa có nói tặng, nhưng ý của lời này không phải là như nhau sao? Anh không định trả lại đó chứ? Một câu của Nguyễn Nguyễn nói trúng tim đen của Thẩm Lẫm, sau đó lại cau mày thì Thảo nói, nhà họ Thẩm có tiền như thế, chẳng lẽ ngay cả một chiếc xe thể thao cũng không mua nổi sao? Nếu là như vậy thì tặng anh chiếc xe kia cũng không phải không được. Thẩm Lẫm giống như là bị đạp trúng đuôi vậy, tức giận nói, ai thèm lấy chiếc xe rách của cô, ông đây sớm đã muốn ném đi rồi. Nói xong thì vô cùng xấu hổ và giận dữ, đẩy đám người đang vây xem ở cửa phòng học ra, xoay người bỏ chạy. Chương 4. Chưa đầy một đêm, tin tức Nguyễn Nguyễn và Thẩm Lẫm cãi nhau gay gắt đã nhanh chóng lan truyền trong các hội nhóm tại nhất trung. Những học sinh đã tận mắt chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện miêu tả lại hình ảnh khi đó vô cùng sống động, khiến người nghe cười lăn cười bò. Cũng có người hoài nghi độ tin cậy của tin tức này. Dù gì thì Nguyễn Nguyễn cũng đeo bám người ta hơn 2 năm rồi, chẳng lẽ nói bỏ là bỏ ngay được à? Xong những kẻ còn nghi ngờ ấy đến sáng hôm sau đã bị vả mặt rồi. Thẩm lẫm bình thường vẫn đến trường học trên chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn toàn cầu, vừa côn ngầu vừa gây chú ý. Ấy thế mà sáng hôm nay, chiếc xe con khiến người ta ganh tị kia đã đổi thành một chiếc Jeep bình thường, không có gì mới lạ. Không phải là chiếc xe Jeep đáng giá mười mấy hai mươi vạn kia không tốt, Tuy nhiên nó hoàn toàn không thể so với chiếc xe thể thao tiền triệu kia. Thẩm Lẫm đã quen ngồi trên chiếc xe thể thao thoải mái, dễ chịu, nay lại đổi thành con xe mấy trăm nghìn, trong lòng có sự thay đổi lớn, cảm thấy vô cùng hối hận vì hôm qua đã kích động đồng ý trả lại xe cho Nguyễn Nguyễn. Mặc dù nhà họ Thẩm giàu có nhưng vẫn còn kém xa nhà họ Nguyễn về khả năng kinh tế và đống của cải tiêu xài mấy đời cũng không hết trong lòng thầm lẫm tự hiểu rất rõ bố mẹ sẽ không tốn hơn chục triệu bạc để mua cho anh ta một chiếc xe thể thao, nhưng anh ta vẫn đi hỏi với tâm lý mong gặp may. Kết quả là không những bị mắng cho một trận mà còn bị bắt phải đi xin lỗi Nguyễn Nguyễn, dỗ dành người ta tử tế. Tập đoàn nhà họ Nguyễn hiện đang có một đơn hàng lớn cần tìm đối tác. Nếu đơn hàng này có thể rơi vào tay xí nghiệp nhà họ thầm thì ít nhất công ty của bọn họ cũng có thể kiếm được mấy trăm triệu. Thẩm lẫm ngồi trong xe jeep, lòng buồn bực vô cùng. Tìm Nguyễn Nguyễn nói xin lỗi, anh ta không thể hạ mình đi làm chuyện đó được. Tối hôm qua, Lục Yên đã nghe một em gái lớp dưới ở nhất chung hết sức phấn khích báo tin Nguyễn Nguyễn không còn bám dính Thẩm Lẫm nữa. Cô ta chẳng hề nghi ngờ độ chân thực của thông tin này bởi cô ta là người hiểu rõ nhất Thẩm Lẫm ghét Nguyễn Nguyễn đến mức nào, chỉ cần nghe đến cái tên ấy thôi, anh ta cũng không kiềm được mà cau mày. Khi biết tin này, Lục Yên thực sự rất vui vẻ cô ta còn nghĩ liệu hôm nay thầm lẫm có định chia sẻ chuyện tốt này với cô ta hay không? Có thể trong khoảnh khắc ấy, cô ta còn có thể nhận được một lời tỏ tình. Nhưng bây giờ trông thấy gương mặt đen đến sắp chảy ra mực của thẩm lẫm, cô ta lại nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra sai sót ở đâu. Lục Yên sinh ra ở một huyện thành nhỏ kém phát triển, bố mẹ đều là công nhân, gia đình không giàu có, mức sống không thấp cũng chẳng cao. May sao, Bản thân cô ta không chịu thua kém, lần thi nào cũng xếp trong top đầu toàn khóa. Thế nhưng Lục Yên vẫn chưa thấy đủ. Cô ta cứ mơ đi mơ lại mãi một giấc mộng, trong giấc mơ, tuy cô ta xuất thân nghèo khó nhưng lại được người ta theo đuổi, cung phụng, rất nhiều học sinh nam yêu thầm cô ta. Trong đó có hai người để lại cho cô ta ấn tượng sâu nhất, một người tên là Thẩm Ân, một người tên là Thẩm Lẫm. Người phía trước là tình yêu thầm chết yêu không rõ nguyên do của cô, người phía sau là tình yêu đậm sâu, bầu bạn với cô ta cả đời. Càng chìm đắm vào cơn mơ, Lục Yên càng cảm thấy đó chính là tương lai của cô ta, vậy nên cô ta đã quyết định chuyển trường theo lời chỉ dẫn của giấc mơ ấy. Chuyển trường khi đang học lớp 12, nhất là còn chuyển đến một môi trường cấp 3 ở tỉnh thành khác, nhìn sao cũng thấy đây không phải một quyết định sáng suốt. Huống hồ điều kiện kinh tế nhà Lục Yên cũng không cho phép cô ta làm vậy. Nhưng bố Lục mẹ Lục không thể xem nhẹ khẩn cầu của con gái nên đành cắn răng bán căn nhà cũ đi. Một nhà ba người cùng chuyển đến một thành phố xa lạ. Ở đây không chỉ giá cả đắt đỏ mà giá nhà cũng là một con số khổng lồ. Đừng nói đến mua nhà, số tiền trong tay bọn họ còn chẳng đủ mua một cái nhà vệ sinh to một chút. Hết cách, Họ chỉ đành lặn lội ngược xuôi thuê một căn nhà nhỏ mười mấy mét vuông ở vùng giải phóng cũ, nghĩ bụng cố chịu đến khi con gái tốt nghiệp cấp 3 là được. Không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ, dựa vào số điểm thi đầu vào, Lục Yên không chỉ thành công truyền trường đến nhất trung mà còn vào được lớp 3, lớp chọn của ban khoa học tự nhiên. Tất cả đều giống như giấc mơ ấy của Lục Yên, cô gặp được thẩm ân đầy lạnh lùng và gặp cả thẩm lẫm ngang bướng, bất kham vừa nhìn thấy vẻ ngoài điển trai của thẩm ân, trái tim lục yên đã đập loạn, nhưng cô vẫn giản lòng, thầm than đáng tiếc. Trong giấc mơ, cô biết được không bao lâu sau, thẩm ân sẽ bị người ta đánh gãy chân, trở thành một kẻ tàn tật, tự lo cho cuộc sống của mình còn khó. Hơn nữa, anh còn là đứa con riêng không được nhà họ thẩm thừa nhận. Cho dù tương lai sẽ công thành danh toại nhưng vẫn không thoát được số mệnh chết trẻ. Lục Yên nhớ trong giấc mơ, Thẩm ân qua đời khi chỉ mới gần 28 tuổi. Lục Yên hiểu rõ những thiệt hơn trong các mối quan hệ nên ngay từ đầu cô ta không có ý định lãng phí thời gian và sức lực với thẩm ân. Cô ta muốn có cuộc sống của một phu nhân giàu có cơm bưng nước rót, tay cầm thẻ đen quẹt thoải mái. Đây là cuộc sống chất lượng cao mà thẩm lẫm sẽ mang lại cho cô ta. Vậy nên cô ta đã tạo ra cuộc gặp gỡ tình cờ với hai người trên sân bóng rổ, Cô y đến gần lưới bóng rổ và bị bóng đập trúng. Không ngoài dự đoán, thẩm lẫm lập tức bế người đang choáng váng là cô ta đi về phía phòng y tế của trường. Hai người bọn họ tiếp xúc lâu ngày cũng dần thân quen, bầu không khí giữa đôi bên ngày càng mập mờ. Lục yên biết nhà họ thẩm là danh gia vọng tộc, thẩm lẫm lại là người thừa kế duy nhất, cô bé lọ lem như cô ta muốn gả vào nhà giàu khó tránh gặp phải những chắc trở vậy nên lục yên cũng không vội vàng xác lập quan hệ người yêu với thẩm lẫm chỉ cần trái tim anh ta đặt ở nơi mình là được rồi nhưng hôm nay thấy thẩm lẫm đã thoát khỏi cô gái vẫn luôn bám dính lấy anh ta mà mặt vẫn chẳng vui vẻ chút nào lục yên lại thấy không yên lòng cảm giác nguy hiểm ngập tràn nhưng cô ta không để lộ cảm xúc ra mặt mà chỉ kéo ống tay áo người con trai bên cạnh dịu dàng hỏi sao thế có phải em chọc giận anh rồi không Thẩm lẫm ôm một bụng tức gạt bỏ bàn tay đang chạm vào mình ra theo bản năng, đến khi nghe tiếng hét đau đớn vang lên bên tay anh ta mới bừng tỉnh. Trông thấy Lục Yên đau đớn ôm tay bị đập vào kính cửa sổ, mặt anh ta nhăn nhó theo. Xin lỗi, anh không cố ý. Thẩm lẫm nắm lấy cánh tay đỏ lên do va đập của Lục Yên đầy tự nhiên, nhẹ nhàng nắn bóp. Gương mặt nhỏ nhắn của Lục Yên ửng đỏ, cô ta nhìn thẩm lẫm nở nụ cười ngọt ngào. Không tính toán chuyện anh ta lơ đễnh làm cô bị thương trước đó. Hai người vui vẻ nắm tay bước xuống xe, chẳng những đối mặt với ánh mắt khác thường của đám học sinh ở cửa trường học mà người tài xế phụ trách đưa đón Thẩm Lẫm đi học còn nhắn lại lời của bố Thẩm, ông ta dặn sau này không được thuận đường cho Lục Yên đi nhờ một đoạn nữa. Ông ta cũng nói thêm mấy tấm thẻ ngân hàng của Thẩm Lẫm đã bị khóa rồi, nếu anh ta cố ý muốn yêu đương với cô gái kia thì không cần trở về nhà họ Thẩm nữa. Tài xế nói chuyện chẳng nề năng ai nên những lời này đều bị học sinh ở gần đó nghe thấy hết. Thấy thẩm lẫm liếc mắt nhìn sang với biểu cảm như muốn ăn thịt người, học sinh xung quanh thoáng chốc đã tản ra, nhưng những câu nói của bố thẩm cũng nhanh chóng lan ra với tốc độ chóng mặt. Chẳng bao lâu sau, thông tin vỉa hè lưu truyền trong trường lại thay đổi rồi. Người trong các nhóm buôn dưa lê bán dưa cà đều cá cược thẩm lẫm sẽ lựa chọn ra sao. Một bên là cuộc sống nhàn hạ, xa hoa, một bên lại là người đẹp khó cưỡng. Đây thực sự là một quyết định khó khăn. Từ sau khi nói rõ ràng, Nguyễn Nguyễn chẳng còn để tâm đến thẩm lẫm nữa mà dồn hết tâm tư cho thẩm ân. Có lẽ là cảm động trước tinh thần bền bỉ, kiên cường của Nguyễn Nguyễn, cũng có lẽ là bị làm phiền đến mức không giận nổi, mà gần đây thái độ của thẩm ân đã dịu đi rất nhiều, lúc nói chuyện. Nguyễn Nguyễn cũng đã nhận được vài câu đáp lại của anh lại là một ngày thứ sáu vui vẻ. Sau khi tan học, Nguyễn Nguyễn cầm cặp sách răm rắp đi theo sau thiếu niên kia. Lúc sắp đến cửa trường học, thiếu niên phía trước quay người, vẻ mặt bất lực, cậu đi theo tôi làm gì? Vẫn chưa cảm ơn cậu về chuyện mấy hôm trước mà. À thì, tớ muốn mời cậu ăn cơm được chứ? Nguyễn Nguyễn ngẩng lên, mỉm cười sáp vào bên cạnh thiếu niên. Cái cậu bảo là chuyện của thầm lẫm à? Thẩm ân tiếp tục bước đi, nhưng đã bước nhỏ lại so với vừa rồi. Anh hờ hững đáp, cũng chỉ là tiện tay thôi. Nhắc đến kể cũng là, từ khi vào cấp 3, thẩm lẫm lúc nào cũng nhắm vào anh, cái gì cũng hơn thua với anh. Thẩm ân chẳng biết lý do là gì, mà anh cũng thực sự chẳng có hào cảm với thẩm lẫm. Không thể phủ nhận, những câu nói không hề khoan nhượng của Nguyễn Nguyễn với thẩm lẫm đã khiến anh thấy vui vẻ ở một mức độ nhất định. Nó cũng giúp anh có ấn tượng tốt hơn một chút với Nguyễn Nguyễn. Chỉ ít thì cô gái này không phải một kẻ ngốc không có nguyên tắc. Vốn chẳng có miếng bánh nào rơi xuống từ trên trời, mặc dù Thẩm Ân vẫn chưa hiểu tại sao Nguyễn Nguyễn lại thay đổi thái độ với anh nhưng anh cũng không vội. Hiếm khi có được chút niềm vui trong cuộc sống muộn phiền này, anh cũng muốn xem thử cô sẽ kiên trì được bao lâu, có thể nhận lại thứ gì từ anh. Loại thú vui chọc mèo này đã làm anh kiên nhẫn với cô gái nọ hơn vài phần. Sao lại là tiện tay được chứ? Lúc ấy có biết bao nhiêu người đứng nhìn mà chỉ có mỗi cậu ra tay giúp đỡ tớ thôi. Nói gì thì tớ cũng phải mời cậu một bữa cơm chứ. Câu nói này của Nguyễn Nguyễn rất chân thành, cô thật lòng biết ơn Thẩm Ân. Nếu không có Thẩm Ân, có lẽ cô đã bị đánh rồi. Tôi phải đi làm thêm." Thẩm Ân không kiếm cớ từ chối mà nói ra sự thật trừ ngày cuối tuần, từ thứ hai đến thứ sáu, sau khi tan học, anh luôn phải đến quán sườn ngoài trời làm nhân viên phục vụ bán thời gian, phụ trách giúp khách gọi món, bê đồ ăn lên. Thời gian ngoài giờ học anh luôn rất bận rộn, bận đi làm thêm kiếm tiền. Vậy mấy giờ cậu tan làm? Nguyễn Nguyễn hỏi đầy mong đợi. Thường sẽ là 10 giờ rưỡi, gặp lúc đông khách thì cũng có thể làm đến dạng sáng. Thẩm ân đã quen, bình tĩnh đáp. Nguyễn Nguyễn nghe xong lại thấy buồn trong lòng. Dù là trước khi cô đi vào thế giới nhiệm vụ hay ở thế giới hiện tại, cô đều sống cuộc đời chẳng lo đến cơm áo gạo tiền. Đừng nói là làm thêm, ngay cả sạp bán sườn như vậy cô còn chưa bao giờ đến. Nhà hàng cô ăn đều là đẳng cấp Michelin, ra ngoài chơi cũng phải ở phòng của khách sạn cao cấp 5 sao. Bình thường quần áo mặc trên người cô đều được đặt riêng theo số đo, ngay cả một chiếc nút cài nho nhỏ trên người cũng phải đáng giá mấy nghìn tệ. Đó là còn chưa nhắc đến trước giờ Nguyễn Nguyễn vẫn luôn là bảo vật trong lòng bố mẹ, là hạt rẻ cười của người trong nhà. So với Thẩm Ân, Nguyễn Nguyễn thấy mình thực sự quá hạnh phúc, lấy ra so bì, Thẩm Ân thực sự quá đáng thương. Trong khoảnh khắc, Nguyễn Nguyễn không chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mà từ tận đáy lòng, cô càng thấy thương Thẩm Ân hơn. Không sao, tớ có thể qua bên kia làm bài tập đợi cậu tan làm. Nguyễn Nguyễn hăng hái nói, sợ sẽ bị từ chối. Anh liếc ngang khuôn mặt hồng hào mịn màng của cô gái một cái rồi để lại một câu. Tùy cậu, thiếu niên có vóc dáng cao gầy đã xài bước đi mất. Nguyễn Nguyễn gọi điện thoại cho người nhà nói trước rằng mình sẽ về muộn một chút, sau đó đuổi theo bóng dáng của cậu thiếu niên, đi ra khỏi cổng trường. Đó là một con phố buôn bán phồn hoa, ở gần trung tâm thương mại, Xung quanh là một số cửa hàng nhỏ bán đồ ăn vặt. Nếu ngồi xe bus từ trường học thì qua hai trạm là sẽ đến nơi. Thấy Thẩm Ân đi ngay về phía một quán ăn ven đường, Nguyễn Nguyễn vội vàng gọi anh lại. Lấy hai cái bánh ngọt nhỏ trong số bánh mà lúc sáng vẫn chưa ăn hết nhét vào trong tay anh. Cho dù có gấp gáp đến đâu cũng không thể không ăn chút gì được. Đừng mình còn trẻ mà muốn làm gì thì làm. Nếu như lớn tuổi hơn một chút, mắc phải bệnh đau dạ dày thì không tốt đâu nhìn vào cái bánh ngọt có kiểu dáng tinh xảo ở trong tay thẩm ân ngơ ngác một lúc anh vẫn luôn đợi đến khi quán ăn ven đường sắp dọn hàng thì mới tùy tiện ăn chút gì đó của quán ăn dù sao có vài nguyên liệu nấu ăn đã để mấy ngày không còn tươi từ lâu rồi không được ăn thì sẽ hư mất trước giờ không có ai nói với anh rằng phải ăn uống đúng giờ nếu không sẽ bị đau dạ dày cậu thiếu niên trước mặt nghe lời một cách bất ngờ lặng lẽ ăn hết hai cái bánh ngọt nhỏ Nguyễn Nguyễn cảm thấy lạ lẫm, thử dò xét nói, muốn uống nước không? Nói rồi, cô lấy ra một hộp sữa bò từ trong cặp sách đặt vào tay cậu thiếu niên. Đây còn là thứ cô âm thầm nhét vào cặp sách để giấu lúc sáng. Vừa nghĩ đến việc này, Nguyễn Nguyễn lại cảm thấy có chút khó chịu ngay. Nhà người khác đều cấm con mình ăn nhiều kẹo, sợ rằng ăn nhiều sẽ bị sâu răng. Nhà của Nguyễn Nguyễn lại khác, bố Nguyễn và mẹ Nguyễn trông chừng con gái rất nghiêm ngặt một ngày chỉ cho uống nhiều nhất hai hộp sữa bò, bảo rằng sữa bò uống nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Vì để đề phòng việc con gái lén uống, đa số sữa bò trong nhà đều được giấu đi hết. Trước giờ Nguyễn Nguyễn chưa từng tìm thấy. Đối với Nguyễn Nguyễn người hận không thể uống sữa thay nước cả ngày trời, việc này quả thật còn khó chịu hơn việc không cho cô ăn vặt. Bản thân cô còn là một người kén chọn, uống quen loại sữa bò chất lượng tốt được sản xuất bởi một thương hiệu nào đó ở nước ngoài những nhãn hiệu sữa nguyên chất khác khi uống vào trong miệng luôn cảm thấy như thiếu đi vị gì đó. Nhưng mà những cửa hàng trong nước không nhập loại sữa bò đó để bán, cho nên dù trong Nguyễn Nguyễn có một đống tiền thì cũng vô dụng, dứt khoát để dành mà uống. Hôm nay cô đã uống hai hộp sữa bò rồi, hộp còn dư ra này là cô bám theo bố Nguyễn rồi móc trong két sắt ra. Sợ thẩm ân ăn bánh ngọt sẽ bị nghẹn, cô mới thăm dò hỏi thử. Vốn tưởng rằng thẩm ân sẽ nói không cần, kết quả tên đó không hề khách sáo chút nào, nhận lấy, hút hai ba ngụm là đã thấy hết hộp sữa. Cảm ơn, thẩm ân nhẹ nhàng tặng lại hai chữ rồi nhét cái cặp sách trên vai vào trong lòng Nguyễn Nguyễn, quay người đi về phía cửa hàng quán ăn ven đường có đèn led. Tớ ngồi ở quán trà sữa đối diện đợi cậu, Nguyễn Nguyễn hô to với bóng lưng của cậu thiếu niên một tiếng, lẩm bẩm chồng cái cặp sách của mình và cậu thiếu niên lên nhau rồi sách đi, chậm rãi đi vào trong quán trà sữa. Mặc dù quán trà sữa nhỏ, nhưng bù lại môi trường sạch sẽ. Trong quán còn mở những khúc nhạc nhẹ nhàng, Nguyễn Nguyễn gọi một bát xương sáo, một ly trà sữa đậu đỏ, ngồi ở một cái bàn nhỏ sát cửa sổ. Do ánh đèn nên trên cửa sổ phản chiếu ra bóng nghiêng của cô. Có điều Nguyễn Nguyễn cũng không chú ý đến việc này. Cô nhìn chằm chằm không chớp mắt vào quán ăn ven đường đang buôn bán tấp nập. Giữa nhiều người như vậy, ánh mắt sắc bén của cô nhìn thấy thẩm ân đang mang tạp dề hai tay anh đều bưng thức ăn, loay hoay đứng giữa mấy bàn ăn, động tác tao nhá cẩn thận giữa những người khách đã cởi bỏ áo khoác ngoài, ăn đến mức đầu đầy mồ hôi, trông anh vô cùng nổi bật, cũng rất không ăn khớp. Sương sáo và trà sữa của quý khách, mời dùng, giọng nói dịu dàng của chị nhân viên phục vụ vang lên bên tai, Nguyễn Nguyễn bỗng hoàn hồn lại, lỗ tai lặng lẽ trở nên phiếm hồng. Cô vậy mà lại nhìn chăm chăm thầm ân đến mê mẩn hoàn toàn không ngờ rằng thuộc tính ẩn nấp của bản thân mình lại là nhan khống. Trong lòng Nguyễn Nguyễn đang lặng lẽ khinh bỉ bản thân mình thật nông cạn. Hút mạnh một ngụm trà sữa, Nguyễn Nguyễn đẻ xuống hết tất cả suy nghĩ lung tung trong đầu mình, khi thế lấy vở và sách bài tập từ trong cặp sách ra. Chỉ là sau khi cầm bút xem được mười mấy phút, cô ngẩn người không viết được chữ nào. Nguyễn Nguyễn chán trường mà đóng ba cuốn sách bài tập của môn khoa học tự nhiên lại, không thể không thừa nhận một sự thật rằng cô thật sự cần một giáo viên dạy kèm. Ở thế giới của mình kia, Nguyễn Nguyễn học ban xã hội, đồng thời cũng được gọi là học thần. Có lẽ là bị cái danh hiệu học thần này thổi phồng đến lung lay rồi. Cô suýt chút nữa quên rằng lúc đầu mình chọn ban xã hội là do ba môn khoa học tự nhiên kia trước giờ chưa từng đủ điểm. Bận từ hơn 6 giờ chiều đến 10 giờ rưỡi, khi thẩm ân tháo tạp dề xuống đi đến quán trà sữa đã hẹn trước, đúng lúc nhìn thấy người đang ngoài người về phía trước ở bàn bên cạnh cửa sổ. Đến gần nhìn vào, cô gái đó đang nghiêng mặt ngủ say, nước bọt còn thuận theo khóe miệng chảy xuống cánh tay và đống sách đang gối đầu, một mảng bị ướt kia trông vô cùng rõ ràng. Thẩm ân không biết nên bày ra vẻ mặt gì, cong ngón tay gõ lên mặt bàn. Cô gái chậm chậm tỉnh lại từ giấc mộng, trên khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ ngỡ ngàng, ở giữa chán còn bị hàn lên một vết đỏ thoạt nhìn có chút buồn cười. Làm xong bài tập chưa? Khóe môi thẩm ân khẽ cong lên một đoạn nhỏ, lúc cô gái nhìn qua thì lại ép xuống, cứng rắn mở miệng nói. Chưa, tớ không biết làm, lý lẽ không thẳng thừng, trong giọng nói còn mang theo chút uất ức. Im lặng một lát, thẩm ân duỗi tay, để tôi xem. Đầu óc Nguyễn Nguyễn còn đang mơ hồ đưa cuốn sách bài tập vật lý đang bị mình đè dưới khuỷu tay truyền qua, Thấy Thẩm Ân hồi lâu không nhận, cô nghi hoặc liếc nhìn một cái. Nhìn thấy mặt giấy đó ướt một mảng lớn, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng lên. Cô nhịn sự xấu hổ trong lòng sắp tràn ra bên ngoài lại, lắp bắp nói, "Cái đó, đó là trà sữa tan ra, đừng hiểu lầm." Người đối diện cười ha, nhếch mày nói, "Nếu cậu lau đi cái chỗ phản quang trên khóe môi, có thể độ tin cậy sẽ cao hơn một chút." Nguyễn Nguyễn tin là thật phản ứng theo bản năng mà dùng tay sờ vào khóe môi của mình. Giây sau, cô đã ý thức được mình bị lừa rồi. Tiếng cười truyền đến từ chỗ ngồi đối diện, ngước mắt lên, cô nhìn thấy cơ thể thiếu niên đang thả lỏng dựa ra sau, thậm chí còn hơi nghiêng đầu về phía cô, cứ như đang cười nhạo cô ngu ngốc vậy. Nguyễn Nguyễn vốn nên tức giận nhưng cô lại không tức giận một cách thần kỳ, còn nghiêng cơ thể mình về phía đối diện một chút, đôi mắt lớn xoay vài vòng nhìn vào cứ như đang có ý đồ gì đó, tâm trạng bây giờ của cậu thế nào? Cũng không tệ, thẩm ân mỉm cười nhìn vào đôi mắt trong veo của cô gái rồi đưa ra một câu trả lời như vậy. Vậy, Nguyễn Nguyễn đẩy sách bài tập sang một bên, tận dụng mọi thời cơ hỏi, cậu có thể làm giáo viên dạy kèm của của tớ, giúp tớ bổ túc khoa học tự nhiên không? Trong ánh mắt mang ý tứ sâu xa của thẩm ân, Nguyễn Nguyễn tiếp đó bổ sung nói, có thủ lao chắc chắn sẽ cao hơn giá thị trường. Hơn nữa sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của cậu, chỉ hai buổi sáng cuối tuần. Thấy Tầm Ân chậm chạp không trả lời, Nguyễn Nguyễn cho rằng đã hết hy vọng rồi. "Được, khi nào thì bắt đầu?" Ngón tay thiếu niên đặt lên mặt bàn, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Niềm vui đến một cách quá bất ngờ, Nguyễn Nguyễn nhất thời có hơi ngơ ngác. Sau khi đã phản ứng trở lại, cảm giác trong lòng chính là kích động ngày mai là có thể bắt đầu. Nói rồi cô còn lấy điện thoại của mình ra, muốn kết bạn WeChat với thẩm ân. Thiếu niên trước mặt trần trừ một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý. Ảnh đại diện WeChat của Nguyễn Nguyễn là hình chú heo nhỏ mặc váy hồng. Trong danh sách bạn bè trống rỗng của thẩm ân, chú heo nhỏ màu hồng này trông rất chói mắt. Điện thoại rung lên một cái, một dãy địa chỉ được gửi qua. Đây là địa chỉ nhà tớ, sáng ngày mai cậu đến đó luôn là được rồi, tớ thường hay ở trong nhà. Nguyễn Nguyễn kết bạn một cách thuận lợi nên rất vui, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng thân thuộc không ít. Đi thôi, thẩm ẩn đứng dậy, cầm lấy cặp sách của mình từ cây ghế ở một bên, động tác phóng khoáng đẹp đẽ. Đi đâu, Nguyễn Nguyễn cũng đứng dậy theo, vẻ mặt có hơi mơ màng. Dừng bước lại, thẩm ân cụp mắt, không phải cậu nói mời ăn cơm sao? Nguyễn Nguyễn cười gượng, nói thầm rằng đúng thật là quên rồi. Chương 5 Hầu hết các chợ đêm mở cửa vào buổi tối, nhìn đâu cũng thấy đầy quán thịt nướng và quán ăn đêm. Mùi thơm nồng nàn tỏa ra không khí khiến Nguyễn Nguyễn thèm nhỏ rãi. Nhưng đúng như dự đoán, thẩm ân không ăn những thứ này, anh dẫn Nguyễn Nguyễn đến một quán mì nhỏ. Nhìn sơ qua cách bố trí ở đây cũng biết quán này đã mở nhiều năm, bức tường cũng hiện lên vẻ cũ kỹ, nhưng may ra bên trong nhà vệ sinh vẫn khá sạch sẽ. Vừa bước vào, hình ảnh đập vào mắt chính là ông chủ quán mặc tạp dề đứng trong căn bếp nhỏ đang dán thứ gì đó dưới mặt dầu. Trong cửa hàng cũng có vài người khách top 5 top 3 ngồi quanh bàn. Sau khi hai người ngồi xuống, thẩm ân chào hỏi với bác gái đang lau dọn bàn bên cạnh, gọi tô mì 1 phần chín ba phần tươi như cũ. Nguyễn Nguyễn cầm tờ thực đơn mỏng lật xem, do dự một lát rồi cũng gọi một tô như vậy. Hai tô mì nóng hồi một phần chín ba phần tươi nhanh chóng được bưng ra. Nguyễn Nguyễn vừa ngửi thấy mùi thơm đã lập tức cầm lấy muỗng bên cạnh tô mì hớp một ngụm nước dùng. Nước dùng thơm ngon chạy qua ít hầu làm con ngươi cô sáng rực lên. Cô cầm đũa lên, gắp sợi mì cho vào trong miệng. Sợi mì làm từ gạo bao quanh trong miệng, vì hơi nóng nên khoang miệng có chút đau rát. Cô vội vàng nuốt xuống rồi lè lưỡi ra để hạ nhiệt. Nguyễn Nguyễn thấy Thẩm Ân không quan tâm mình bị phòng, trên gương mặt của cô bớt đi vẻ lúng túng, Hắn giọng tìm đề tài nói, vì sao chúng ta không đi ăn buffet nhà hàng hải sản vừa nãy đi qua? Khó khăn lắm mới có dịp được mời đi ăn cơm một bữa, thế mà lại đi ăn mì. Tuy mùi vị sợi mì của cửa hàng này làm cũng ngon nhưng cô vẫn luôn cảm thấy có chút đơn điệu. Thẩm ân vẫn đang yên tĩnh cúi đầu ăn mì khẽ nâng mi lên, cuối cùng anh cũng tặng cho cô gái không cam lòng đối diện một ánh nhìn anh dùng khăn tay xoa môi đỏ bị ướt rồi chậm rãi giải, giải thích hội trưởng béo rồi sau đó ánh mắt anh lại nhanh chóng quét từ trên xuống dưới trên cơ thể của nguyễn nguyễn một lượt rồi rủ mi mắt xuống anh im lặng chẳng nói thêm lời nào nữa ánh mắt sáng rực kia càng khiến người ta không đoán được anh đang nghĩ gì nhưng cô biết mình không mập chỉ là do chiều cao cơ thể hạn chế nên nhìn hơi tròn một chút mà thôi. Nguyễn Nguyễn đè nén cơn tức giận trong lòng xuống, mấy miếng gan heo đang nổi phập phồng trong tô mì càng làm cô càng cảm thấy chúng thật ngứa mắt, cô cầm đũa lên muốn gắp mấy miếng này vứt đi. Lãng phí rất đáng xấu hổ đấy, lông mày của thiếu niên đang cúi đầu nhíu lại, anh nhìn chăm chú vào đôi đũa của cô, trong mắt anh đầy vẻ không đồng ý. Trong tay Nguyễn Nguyễn vẫn đang gắp gan heo dơ lên, Cô nhấc mày nhìn anh, nhưng tớ không thích ăn chúng. Kèn ăn sẽ không cao. Thật sự Nguyễn Nguyễn không còn cách nào khác. Cô liếc đôi mắt nhìn từng miếng hành thái bị anh gấp bỏ trên khăn giấy. Đành nói, vậy cậu như thế kia cũng là kén ăn sao? Đầu lông mày của thiếu niên hơi nhíu lại, nhìn con ngươi trắng đen phân biệt rõ ràng của cô, môi đỏ nhếch nhẹ, hành thái là gia vị. Nguyễn Nguyễn nghe được ý nghĩa bóng của câu anh vừa nói, không ăn gia vị không phải là kén ăn. Trong lòng cô lại không thể tìm được lý do để phản bác lại, đôi co qua lại, càng khiến cho Nguyễn Nguyễn tức giận hơn. Còn người Nguyễn Nguyễn dao động như ác ý, cô nghĩ muốn gắp mấy miếng gan heo bỏ vào trong bát mì của người bên cạnh, nhưng ai ngờ thầm ân lại phản ứng nhanh hơn cả cô. Anh kéo cái bát tới trước mặt mình sau đó lại nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Nguyễn Nguyễn mà gần từng chữ, đừng có mơ. Nguyễn Nguyễn nghĩ cô sẽ không bao giờ ăn cơm với Thẩm Ân nữa. Thẩm Ân thành công bảo vệ bát mì của mình rồi lại tỏ vẻ vô tư khiến gương mặt cô gái hiện lên sự tức giận, uất ức và nóng nảy. Vẻ mặt của cô bị anh thu hết vào đáy mắt. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đống, nhìn thái độ không sợ chết của cô ăn hết đống gan heo trong bát, xong rồi còn thở dài như đã hoàn thành một nhiệm vụ gì đó rất gian khổ thiếu niên buông mi mắt xuống trong lòng âm thầm nghĩ bộ dáng ngu ngốc đó lại có chút đáng yêu đến lạ thường. Cơm nước xong tài xế nhà họ Nguyễn đến đón, lúc này cũng sắp dạng sáng rồi, Nguyễn Nguyễn lo lắng cho thẩm ân đi một mình về nhà nên mời anh lên xe cùng về luôn nhưng lại bị anh từ chối. Cô bất đắc dĩ đành hạ cửa kính xe xuống, dặn dò, vậy cậu về nhà để ý cẩn thận, ngày mai đừng quên quay lại đây đấy chiếc xe Porsche màu xám bạc vẽ một đường cong duyên dáng trong màn đêm, rồi biến mất trong tầm mắt. Thẩm ân dừng chân một lúc, chăm chú nhìn theo hướng chiếc xe đã biến mất rồi phì cười, xoay người đi vào màn đêm đen tối. Ngày hôm sau, Thẩm ân dựa theo địa chỉ nhận được trên WeChat đến nhà họ Nguyễn đúng giờ. Đó là một khu biệt thự lớn, phóng tầm mắt đi có thể nhìn thấy con đường rộng thanh thang, dọc ven đường còn trồng không ít cây cối. Khi tiếng chuông cửa vang lên, quản gia đã sớm đợi ở đó mời thiếu niên đang mang trên vai một cái cặp sách đi vào nhà. Cậu thiếu niên chỉ mặc một bộ đồ đơn giản và rẻ tiền, sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, tiến vào căn phòng trang trí xa hoa nhưng anh cũng không đưa mắt tò mò nhìn bậy bạc, chỉ yên lặng đi theo sau lưng quản gia. Hai người lên lầu hai, rồi rẽ sang một hướng rồi mới dừng lại. Người đàn ông trung niên khốm núm gõ lên cửa, giọng nói ôn hòa cất lên, tiểu thư, Khách của cô mời đến rồi này. Quản gia đã đưa người đến cửa, nên ông ấy xoay người cười với Thẩm Ân rồi đi xuống lầu. Lúc đứng đợi cửa, Thẩm Ân mới đưa mắt đánh giá xung quanh một lượt. Mặt tường sơn một màu trắng tinh còn được treo lên một số các tác phẩm hội họa, tùy hứng dọc từ cửa cầu thang kéo dài đến hành lang phòng ngủ. Cách một khoảng cách nhất định lại bày một bình hoa lớn, bên trong còn cắm những đóa hoa đủ màu sắc rực rỡ, kiều diễm ướt át thậm chí trên cánh hoa còn đọng lại giọt xương. Vừa nhìn đã biết những đóa hoa này mới được người ta cắt cắm vào bình không lâu. Mùi hoa quanh quẩn nơi chóp mũi khiến cho tâm trạng người ta thoải mái hơn nhiều. Tiếng cửa vang lên lạch cạch, rồi một cái đầu nhỏ của cô bé ló ra dò xét, vẻ mặt áy náy nói, chờ hai phút được không? Tớ đang thay đồ. Ngày hôm qua ngủ muộn nên Nguyễn Nguyễn đã tắt đồng hồ báo thức vào sáng sớm và tiếp tục thiếp đi, Cô cũng quên hết sạch về buổi hẹn với người ta. Mãi cho tới tận khi tiếng quản gia gõ cửa vang lên thì cô mới vội vàng bật dậy. Đổi áo ngủ, tiện tay lấy bộ quần áo chồng lên rồi lại mang dép vào nhà vệ sinh rửa mặt, toàn bộ quá trình hoàn thành không quá 3 phút. Cô sợ Thẩm Ân chờ lâu sẽ mất kiên nhẫn, cô cuống quýt mở cửa phòng lần thứ hai, cũng may vẻ mặt thiếu niên kia vẫn bình thường không để lộ một tia tâm trạng tức giận nào. "Cậu vào đi." Nguyễn Nguyễn vội vàng thu dọn mấy thứ linh tinh trên mặt bàn rồi đón khách vào phòng. Đột nhiên cô nhớ ra mình còn chưa chải tóc, vậy nên cô lúng túng dùng ngón tay cào lên mái tóc rối của mình. Thấy ánh mắt thiếu niên chuyển sang đây, cô kéo khóe miệng cười rồi nhặt con gấu nhồi bông đang lăn lốc trên mặt đất ném trên giường. Sau đó vỗ ghế trước bàn đọc sách nói, cậu ngồi đi. Thẩm ân cởi cặp sách khỏi vai sách trong tay, anh suy nghĩ một lát rồi nói cậu định học bổ túc ở đây à? Có vấn đề gì sao? Hai mắt của Nguyễn Nguyễn mở to, vẻ mặt ngây ngốc. Bình thường cô đều làm bài tập ở phòng ngủ của mình, đương nhiên học kèm cũng như thế rồi. Mà phòng ngủ của cô là một căn phòng rất lớn, kéo rèm cửa sổ ra nhìn quang cảnh bên ngoài cũng rất thoáng mát, còn rất sáng sủa. Hơn nữa, bảng đen nhỏ cô cũng đã chuẩn bị kỹ càng rồi, còn thiếu cái gì à? Thẩm ân ấp ốm cuối cùng cũng không nói gì. Anh để cặp sách ở một bên rồi nói Nguyễn Nguyễn lấy bài vở học ngày hôm nay ra. Trong lúc đó quản gia ghé qua phòng một lần để bưng điểm tâm cho họ. Thẩm Ân đúng là một người thầy giáo tốt, sau khi Nguyễn Nguyễn nắm chắc được kiến thức chung của môn vật lý thì anh lại nhanh chóng nâng đề lên khó hơn. Thay vì lấy các bài giảng của các giáo viên dạy trên lớp, anh dùng đề nâng cao trong sách giáo khoa để dạy vì Thẩm Ân muốn Nguyễn Nguyễn nắm chắc kiến thức cơ bản trước đồng thời thẩm ân cũng rất nghiêm túc không cho cô gian lận để qua ai. Nếu anh phát hiện cô gian lận thì gương mặt điển trai của anh sẽ trầm xuống trong thoáng chốc, rồi chừng mắt nhìn chăm chú vào cô cho đến khi cô trở thành người học một biết mười mới thôi. Dưới bầu không khí căng thẳng như thế bắt buộc Nguyễn Nguyễn phải tập trung sự chú ý cao độ, rất nhanh nửa trưa cũng đã đi qua. Buổi học bổ túc kết thúc, thẩm ân tự thu dọn đồ đạc của mình rồi lại nhìn cô bé bơ phờ đang nằm nhoài trên mặt bàn, Định mở miệng nói rồi lại thôi, nhưng cuối cùng anh vẫn không kiềm được hỏi, có phải từ trước đến giờ cậu đi học chẳng bao giờ nghe giảng trên lớp không? Nếu không thì làm sao kiến thức gốc của môn lý lại yếu đến thế chứ? Quả thật giống như một tờ giấy trắng. Nói bậy, số điểm ba môn ngoại khóa của tớ rất tốt đấy." Nguyễn Nguyễn ngồi bật dậy từ trên bàn, cứng miệng cãi lại. "Thật à, tuy Thẩm Ân không biết trình độ của cô ở ba môn kia như nào, nhưng anh lại nghi ngờ lời nói này của cô, nên câu hỏi cũng mang theo sự khinh thường. Đương nhiên thật rồi, cậu cứ chờ xem điểm cuối tháng của tớ đi, sẽ giật cả mình đấy. Nguyễn Nguyễn nói rất đắc ý, nếu phía sau cô có cái đuôi, sợ là nó cũng vỉnh lên rồi. Thẩm ân rủ ánh mắt, mím môi bật cười, hy vọng tôi nhận được bất ngờ chứ không phải bật ngừa. Xí, Nguyễn Nguyễn không phục muốn nói tiếp nhưng bị giọng cười của thiếu niên thu hút. Rất hiếm khi cô thấy thẩm ân cười tươi như vậy, gương mặt nhợt nhạt của anh thế mà lại có một loại sức hút mê hoặc nói không nên lời. Trong con người màu trà đẹp đẽ của thiếu niên sáng lên màu hổ phách rực rỡ giống như muốn hớp hồn người nhìn. Đôi lông mày cong cong vừa rậm lại vừa tinh tế, mi mắt hơi rung động tạo ra độ cong xinh đẹp. Làn da trắng nõn, ngón tay mảnh khảnh, mái tóc đen mềm mại suôn mượt buông xuống trên trán dáng vẻ ngoan ngoãn, mang theo một chút xinh đẹp diễm lệ trong vô thức. Đúng là rất ưa nhìn, trong lòng Nguyễn Nguyễn than nhẹ, lại có chút hâm mộ. Nhất là khi Thẩm Ân còn có một đôi chân dài thẳng tắp làm bao nhiêu người mê ước, vóc người anh lại cao gầy giống như một cây móc áo biết đi. Vốn Nguyễn Nguyễn định than thở hai câu nhưng khi thiếu niên vừa đứng dậy, cô lại phát hiện trên cánh tay bị áo che lại có một mảnh da thịt ứ đọng máu còn có thể nhìn thấy vết bầm đỏ tím nhàn nhạt, nhạt. Còn người của Nguyễn Nguyễn đột ngột co rúm lại, cô vội nắm lấy cánh tay của thẩm ân rồi vén tay áo của anh lên, gằng giọng hỏi, cậu lại bị ai bắt nạt vậy? Vừa nói xong bản thân cô là người đầu tiên ngẩn ra. Cô nhớ tới trong nguyên tác dù tương lai bản thân thẩm ân có giá trị hơn 100 triệu đi nữa thì tuổi thơ của anh cũng vượt qua một đoạn đường đầy u tối và cả những ký ức năm cao trung không vui vẻ gì. Thẩm ân khác với cô, sau này thật sự anh đã đứng vững không kẻ nào đụng tới được. Khác với phản ứng tức giận của Nguyễn Nguyễn, thẩm ân lại rất bình tĩnh kéo tay áo mình xuống. Thái độ bình tĩnh của anh đã tập mãi thành thói quen rồi. Ừm, vậy nên cậu sẽ giúp tôi báo thù à? Là ai? Câu trả lời làm anh bất ngờ nhưng Nguyễn Nguyễn vẫn gật đầu chắc chắn, đương nhiên rồi. Chúng ta ngồi chung một bàn, bây giờ cũng coi như là bạn bè rồi đúng chứ? Cậu bị người ta bắt nạt, đương nhiên tớ phải giúp cậu tìm người đó báo thù cho cậu rồi bạn bè sao hai chữ này làm cho đầu lưỡi thẩm ân xoay một vòng lại xoay đi bỗng nhiên anh phì cười thành tiếng lần đầu tiên anh chủ động rút ngắn khoảng cách của mình với nguyễn Nguyễn. anh nhìn kỹ đôi mắt ngây ngốc và bối rối của cô bé lạnh lùng nói tôi không có bạn bè thẩm ân mãi mãi cũng không quên được tư vị bị người gọi là bạn bè làm tổn thương khi đó anh còn rất nhỏ Chắc cũng 6-7 tuổi gì đó, còn là một đứa bé khao khát có bạn cùng trang lứa chơi đùa. Đám nhỏ trong cô nhi viện tụ tập lại với nhau đùa giỡn, nhưng chỉ có mình anh luôn lẻ loi một mình. Không ai gọi ăn cơm cùng, khi ngủ thì cuộn mình một góc, bình thường chỉ có thể trốn một mình nhìn bọn nhỏ chơi đùa bên cạnh. Không phải anh không thử hòa nhập vào trong đó, nhưng khi mới bước một chân ra anh lại rụt trở lại, vì anh bị bọn họ từ chối không muốn chơi cùng. Thẩm Ân luôn thấy mình không tốt, nên họ mới không chơi với anh. Sau đó anh mới biết, không phải là anh không tốt mà do bọn chúng ghen tị dù cho anh vẫn là một đứa bé. Vì từ lúc sinh ra anh đã trắng trẻo bộ bẩm như một viên ngọc, dù mặc quần áo rách nát cũ kỹ nhưng lại khó giấu được khí chất trời sinh trên người mình. Lúc đó có một đôi vợ chồng khó sinh đến viện mồ côi, họ vừa liếc mắt đã nhìn chúng đứa bé Thẩm Ân này và muốn nhận nuôi anh nhưng đến ngày họ tới đón về thì thẩm ân lại ngã bệnh bệnh của anh rất nặng thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng đôi vợ chồng tốt bụng đưa anh đi bệnh viện nhưng lại không muốn nhận nuôi anh nữa mà thay vào đó họ nhận nuôi một đứa bé trai luôn chạy theo phía sau thẩm ân sau khi đứa bé trai kia nghe tin thẩm ân bị bệnh thì đã rất lo lắng đặc biệt nó rất dễ thấy khi đứng ở xa tránh né đám trẻ hai vợ chồng thấy đứa nhỏ này lương thiện nên đã nhận nuôi nó không ai biết đứa bé được nhận nuôi kia sau khi biết thẩm ân có hy vọng được nhận nuôi, thì lại đến gặp anh muốn kết bạn, đợi đến khi nhận được sự tin tưởng của thẩm ân rồi nó lại đẩy anh xuống giếng. Mùa đông lạnh lẽo nên nước trong giếng cũng không qua đầu, nhưng kể từ đó trái tim của thẩm ân đã bốt giá. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.